Ở xa thì làm sao hả? Ui không trúng rồi. Quả cuối này. Quả cuối này. Có trúng hay không anh em? Ui rồi lên bảng luôn anh em ơi. Mua nick Free Fire lên quân. Tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Và hiện tại thì mình đang ở phía cảng lớn đây. Chạy qua phía làng gốm xíu nhỉ anh em ơi. Ơ kìa. Phái trưởng. Rất là nhanh thì Kẹo đã có cho mình được một mạng đầu tiên luôn. Phải nói là vô cùng đơn giản. Ui. Sao vậy? Sao vậy làm sao? Làm sao? Tính chơi anh hả? À. Chẳng nhẽ là anh lại phải sợ chú cả. Mấy thằng rơm rơm này thì sợ gì hả anh em ơi? Nhưng mà hiện tại thì mình còn chưa biết là nó đang ở cái phía nào nữa cơ. Căng thẳng phết. Mới đầu trận thôi làm gì mà phải căng thẳng với nhau vậy bạn ơi. Mà cũng nhận là thề luôn. Không hiểu là nó đang núp ở cái vị trí nào nữa anh em. Anh em thì căng thẳng chưa? Riêng Kẹo là Kẹo thì căng thẳng phết rồi nha mọi người. Cơ bản là không biết nó đâu cơ. Thế nên là hơi bị khoai. Uầy. Kiểu này có lẽ là chắc là thôi anh em ơi. Bỏ qua cho nó vậy. Đấy. Vừa tên bắn súng xong anh em quay sang lại chẳng thấy ai cả. Thôi bỏ. Bỏ đi anh em ơi. Chứ còn là ngồi để canh với nó thật khác. Canh cho thì mình vỡ sọ lại hỏi tại sao nhở. Vâng tầm này là. À. Thằng nào ở trên UAV kia. Thì ra là ngay trên phía cổng trời hả. Bây giờ lên trên là xử nó luôn anh em. Thằng nào mà láo nháo vậy hả. Kia rồi. Anh em thấy cái chấm đỏ không vậy? À đủ. Ở ngay trên thôi mọi người. Lên trên vả nó luôn nhỉ. Thằng nào? Thằng nào mà to gan vậy hả? À, UAV đã làm chú bị lộ vị trí rồi nhá. Cái đậu xanh này. À đủ, dựng lơ keo này làm sao? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Chạy đâu hả em ơi? Không được đâu cáo ạ. À. Ok luôn, 2 kill luôn. Anh em thấy là có đơn giản không nhỉ? Ui dồi ôi. Thằng bé kiểu như là gài mìn. Tính là gài mìn để cho mình chạy qua hả? Nhưng mà mình chưa kịp chạy qua thằng bé đã xanh mộ rồi. Ui dồi ôi. Đây, một mớ bông keo luôn nên là có lẽ là nó không kịp dựng bông keo thôi. Chắc là lag hay là gì chẳng hạn này. Mà công nhận là ngon phải biết luôn anh em ơi. Gặp ngay thanh niên super bông keo thế này thì bông keo xài bao giờ mới hết đấy mọi người. Ngon dã man luôn nhỉ. Không cần phải nói nhiều mà nó có cả giảm thanh nữa. Giảm thanh mà trang bị bấu da bắn thì cực kỳ là phê phim anh em. Cực kỳ gọi là vô mốt luôn anh em ơi. Phê như con TT đấy. Mà nó lại còn bối rối như cả con rối luôn nhỉ anh em. Và đây. Nào xem là chúng ta có gì nào anh em ơi. Máu thì có lẽ là mình không cần đâu. Bây giờ là mình đã có được 7 túi máu này. Mũ 3 này, giáp 3 này, ba lô 3 này. Toàn đồ xịn sò luôn. Nào. À, có một cái nấm hai củ. Tranh thủ ăn luôn anh em nhở. Chả nhẽ lại không ăn. Đấy. Nấm dưng đến tận miệng rồi. Chả nhẽ lại không ăn đấy. Chúng nó lại bảo mình là chảnh chó, anh không ăn nấm à. Thế nên là thôi anh em ấy ăn nấm luôn cũng được, có sao đâu. Và ngay phía trước mặt chúng ta đó là vị trí của Thính luôn cả. Thính thì sao nhỉ? Qua lượm Thính luôn chứ còn sao nữa hả anh em ơi. Thính gì thì Kẹo cũng sẽ chơi luôn nha. Kìa kìa anh em ơi, xem là ở phía dưới Thính có gì nào. Uầy, các bạn chờ xíu nha. Nào, chuẩn bị hóng xem là có người không nào. Chưa thấy ai cả này. Vắng tanh như chùa Bà Đanh và lại vắng như kiểu là bốn thầy trò đường tăng đi lấy kinh vậy. À đủ. Thanh niên quần trắng này. Ui dồi ôi, làm sao vậy? Đoàn cải lương nơi nào vậy? Tính diễn sâu ở đâu ca nhạc mà lại mặc quần trắng như vậy? Đơn giản là thấy mấy bọn ca sĩ, mấy bọn nhảy nhảy toàn mặc quần trắng thôi anh em ơi. Quần trắng giống như kiểu là nó sành điệu anh em. Riêng Kẹo thì thôi mặc quần màu cho đỡ bẩn. Chứ còn nói thật với anh em luôn là mặc quần trắng nó bẩn lắm luôn anh em. Thế nên là thôi, cứ ăn chắc mặc bền mặc quần màu cho nó ngon. Mày dựng bóng keo và anh em làm sao? Úi dồi ôi. Cái gì đấy hả em ơi? Đạn a đúc phải không nhỉ? Thấy ngay đường đạn rồi các bạn. À, thì ra là nỏ anh em ơi. Ui vãi trưởng, phía trên có người luôn. Thôi xong rồi. Cái kiểu này là kiểu dương đông kích tây rồi anh em ơi. Ui tôi lại sợ công quá cơ. Ui vãi trưởng. Vậy là máu mình đang dần bị rút máu luôn anh em ơi. Thề luôn thằng kia chơi nỏ. Đấy, nó chơi nỏ thấm vãi trưởng luôn anh em ơi. Kinh thật. Kìa kìa, thanh niên áo hồng này làm sao hả? Ui dồi, áo hồng quần xanh này chứng tỏ vợ anh. Ý lộn anh em, lộn. Áo hồng quần xanh chứng tỏ cà phê. Ai lại chứng tỏ vợ anh linh ta linh tinh anh em. Kìa kìa, thằng bé vẫn ngay ở dưới mà thôi. Kiểu gì là mình cũng sẽ canh sọ cho nó vỡ đầu luôn. Chứ còn là tính lao nhau với Kẹo. Ui,
thêm một thằng nữa, đánh con xe Lamborghini qua để nó rút đồ đi mà. Thằng kia vẫn đang ở nguyên chỗ cũ này, đậu xanh này làm sao hả? À đủ, tưởng là sau tảng đá mà ngon hả? Vãi cả trưởng này, phía sau này lùi xe rồi hả em ơi? À đủ, lùi xe rồi hả em ơi, làm sao? Coi anh chừng nha, coi anh chừng nha. À đủ này làm sao, làm sao? Thế là chúng sao, lên bảng luôn anh em thấy chưa? Thế là nó lên bảng điểm số luôn. Đấy, không cần phải gọi là lằng nhằng làm cái gì cả, cứ phải gọi là dứt khoát cứu mạng và chúng ta có kill luôn nhỉ. Hiện tại kẹo mới chỉ đang có được 4 kill trong cái trận đấu này mà thôi, còn lại 5 người chơi nữa. Ok anh em ơi, gắng lấy top 1 nha mọi người. Nó vẫn đang dựng con kèo này làm sao? Lên đây, lên đây anh xử chúng con này. Nó lại chạy vào trong rồi anh em. Cái kìa, vãi trưởng thế. Cái gì đây? Lại là thanh niên áo hồng, thề luôn. Hôm nay gặp toàn mấy thằng kiểu như là đồng bóng hả? Mà sao toàn mặc đồ hường vậy? Đủ, tôi tưởng là màu hường là màu các chị em yêu thích. Thế nào lại mấy thằng đàn ông lại toàn mặc đồ hường như này? À thật ra thì cái ba lô mình đang đeo cũng màu hường. Thôi 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 thôi, thôi cùng chém gió này anh em ơi. Chém gió tí anh em lại bảo là kẹo BD. Là thôi xong hảo, hỏng hết bánh kẹo luôn. Thế nên là đây 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 đây, lên trên. Đó, dựng bông keo đàng hoàng luôn cơ mà. Nữa này, dựng bông keo nữa này. Ăn liệu nha em ơi, ăn liệu nha em ơi. Mà không biết là nó chạy chưa nhỉ? Uầy, nó chạy mất tiêu rồi, có thể ai đâu anh em. Thằng bé nhanh tay nhanh chân lắm luôn đấy. Thề luôn, vừa ở đây xong đã chạy mất tiêu được luôn. Đúng là gặp phải dân chơi luôn anh em ơi. Nó dùng skin gì vậy? Kiểu như là skin Lamba vi bộ hả anh em ơi? Tức là chạy cực kỳ nhanh luôn, cực kỳ gọi là tốc độ luôn. Chắc là vậy rồi. Còn kẹo thì thôi anh em ơi, kẹo là kẹo chỉ chạy chậm xương xương thôi. Cơ bản không có S thì năng Kelly, thi thoảng có chiêu quả lốc thì tăng được tốc chạy thêm một tí thôi. Ok, cũng ra hết đạn nên là lấy tạm M79 chơi nhỉ. Lâu lắm rồi không chơi cái cây này luôn anh em ơi. Thôi thì mà anh em ơi, mình bán M79 công nhận là phải mù mắt luôn nha. Nên là các bạn chuẩn bị keo 502 sẵn nhá. Đấy, anh em mà nhìn không rõ là nhỏ mắt luôn nhở. Sáng mắt như keo 502 đấy. Thôi, dẫn với anh em xíu. Keo 502 nhỏ vào, mù luôn cả mắt, chứ còn là sáng mắt làm sao được hả? Và đây, ra phía này có nào 4 người chơi nữa mà thôi. Chỗ này đang là cái UAV nha, và chưa thấy ai luôn này. Hóng coi anh em, người đâu vậy ta? Từ từ để kẹo hóng coi nào. Qua phía này, à, lại là chấm đỏ lại có người. Đấy, cảm ơn cái UAV luôn. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Cái gì đây? Anh cho chú này lên bảng này xong chưa? Hạ gục bởi M79 nhá. Thằng này xa, ở xa câu highlight M79 luôn. Được rồi nha anh em, chờ kẹo tí. Ở xa thì làm sao hả? Ui, không trúng rồi. Quả cuối này, quả cuối này. Có trúng hay không anh em? Ui dồi, lên bảng luôn anh em ơi. Đấy, câu hai quả không trúng, quả thứ ba trúng luôn. Cơ bản quá tam ba bận cơ mà anh em. Không trúng nữa thì chắc là mình nghỉ game, chứ còn là chơi game làm cái gì hả anh em? Không anh em lại bảo là xích kẹo bắn gà nhở. Quần màu đã. Thề luôn, mấy thằng này chuyên lợi dụng cơ hội. Vừa hạ gục xong thằng kia cái cho nó bắn luôn anh em. Căng thẳng thế này ai chơi anh em. May là kẹo chuẩn bị rất là nhiều túi máu, cũng như là nãy là gặp thằng Super Bông Keo. Đến bây giờ là không còn có bóng keo nào luôn anh em. Thôi thôi, căng quá anh em, đứng tạm đây cái đã. Mấy bạn cứ phải từ từ để cho mình kịp thời xử lý chứ. Mấy bạn chơi căng quá là kẹo khỏi xử lý được luôn. Bình tĩnh nào mọi người, còn lại 2 người chơi nữa mà thôi. Ok, chỉ còn lại 2 người chơi nữa mà thôi trong cái trận đấu này. Anh em đã thấy là đủ nóng chưa nhỉ? Với cái bộ trang phục Joker này, chú hề ma quái ngày hôm nay sẽ quyết tâm là kill được 2 thanh niên còn lại, lấy luôn top 1 anh em. Và mình sẽ chạy vào trong cái trường học này con nào. Người đâu thì lại không thấy nhở? Chúng nó lại trốn hết cả rồi phải không nào? Các bạn trốn đâu cả rồi? Chạy ra ngoài này cho kẹo xem nào, sao lại trốn đâu cả rồi vậy? Từ từ anh em ơi, cứ phải từ từ, chúng ta sẽ hóng và kiếm người coi xem như nào chứ. Lại gặp mấy thằng kiểu như là mấy thanh niên ca ve đây mà, lại trốn rồi hả? Ơ kìa, vãi lúa, nãy giờ không để ý, hình như là lúc nãy là có đứa bị chết vì mìn. Vậy là bây giờ còn lại đúng thằng cuối này. Thôi xong, kiểu này lại là kiểu solo 1v1 giữa mình với lại thằng cuối rồi. Cơ hội chiến thắng 50-50,
Mà mình thề luôn, nhân phẩm của mình cực kỳ kém luôn. Cái kiểu 50-50 này mà tí lên bảng đếm số top 2 thì thôi xong, quá buồn luôn. Phải không nào anh em? Nhân phẩm của kẹo là hơi bị kém luôn. Không biết là nhân phẩm của anh em có tốt không, chứ còn là cái kiểu mà vòng solo 1-1 như này là kẹo toàn đai. Thôi, giỡn xíu. Soccer chú hề ma quái làm sao mà phải ngại ai. Phải không nào anh em? Hôm nay không kêu được thằng cuối, nghỉ game luôn, xóa game luôn, không chơi Free Fire nữa luôn anh em. Qua ngoài này. Nào, thằng cuối đâu? Chú đang ở vị trí nào? Anh sẽ chạy qua đây anh tìm chú luôn nhá. Câu quả lựu lên, check xem là phía trên này. Hình như là không có ai anh em ơi. Phía dưới thì sao nhỉ? Kia rồi. Kia rồi, ngay sau tảng đá phía 210. Anh cứ tưởng là chú trốn đâu rồi cơ, trốn ngay ở đấy là anh tìm chú cực kỳ đơn giản luôn. Thế chả hiểu sao, trốn đâu không trốn lại trốn ngay ở đấy. Tí nữa mình chạy lên trên cái này, đấy. Ở trên có vị trí ngắm bắn tốt hơn thằng này, không xanh mộ, không lấy tiền luôn anh em. Nào, lên đây em, lên luôn này, ui dồi ôi trốn đâu chưa. Ơ mà sao cái giáp của châu vậy, giáp châu thế nhở. Được, giáp ngon đấy mày. Này này, giáp ngon thì đã làm sao. Ok luôn. Yes, quên nào mọi người. Joker chiến thắng và chúng ta có được top 1 rồi anh em ơi. Ngon lành, ten ten ten. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.